Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng chờ đón xem là mẫu đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 5270P có gì đặc biệt. Trước khi Bezel War 2018 được khai mạc, chúng ta tốn khá nhiều ngôn từ để nói về việc thương hiệu hàng đầu địa cầu Patek Philippe sẽ giới thiệu những mẫu đồng hồ lịch vạn niên phức tạp. Và có một model mà chúng ta đã biết trước đó chính là chiếc Patek Philippe 5270 lịch vạn niên bấm giờ thể thao. Tuy nhiên, điều mà mọi người đều mong đợi chính là phiên bản mới nhất của mẫu này, đó là phiên bản Platinum của chiếc 5270 có mặt số cá hồi màu phớt hồng. Bộ sưu tập Grand Complications nói riêng và đại gia đình Patek Philippe nói chung luôn có những bước tiến vượt bậc trong công cuộc làm mới bản thân, đưa ra thị trường thế giới những chiếc đồng hồ đẳng cấp xứng đáng với vị thế đầu bảng trong ngôi làng đồng hồ thế giới. Chiếc đồng hồ Patek Philippe 5270P Perpetual Calendar Chronograph mà chúng tôi muốn đề cập đến trong ngày hôm nay sẽ là một chiếc đồng hồ rất đặc biệt, chiếc đồng hồ của người đứng đầu. Patek Philippe Grand Complication 5270P001 với mã số cá hồi được ra mắt đồng nghĩa với việc những chiếc Patek Philippe có mã là 5270 đi kèm với dây da trong phiên bản vàng hồng và vàng trắng bị dừng sản xuất. Cùng với đó là sự khởi đầu cho thành công của chiếc 5270P001 này. Tại Only Watch 2019, chiếc Grandmaster Trim 6300A của Patek Philippe đã hoàn thành phiên đấu giá với mức giá kỷ lục 31 triệu francs Thụy Sĩ và trở thành chiếc đồng hồ có giá cao nhất ở thời điểm hiện tại. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ, ngoài sự độc bản, hơn 20 chức năng phức tạp ra, thì có hai yếu tố khác cũng làm nên điều đặc biệt của 6300A, chính là sắc trắng bạc của kim loại thép và mặt số hồng cá hồi của mặt hiển thị chính. Đây là sự thành công ngoài mong đợi của phiên đấu giá. Cùng với đó, khả năng cao trong tương lai gần, những chiếc đồng hồ sử dụng chất liệu có sắc trắng bạc như là platinum, thép, vàng trắng sẽ lên ngôi và cả tông màu mặt số hồng cá hồi kinh điển nữa. Patek Philippe Grand Complication 5270P001 mang thiết kế của một chiếc đồng hồ vintage nhưng lại kết hợp cùng với chức năng bấm giờ thể thao chronograph của những con người hiện đại. Đây đảm bảo là chiếc đồng hồ được chào đón nhất, được khao khát nhất bởi những người chơi đồng hồ hàng đầu thế giới. Lần đầu tiên, thương hiệu đồng hồ danh giá nhất thế giới trình làng một mẫu đồng hồ, 100% tất cả các linh kiện từ nhỏ nhất đều được sản xuất in-house chính hãng. Sử dụng chất liệu quý hiếm bậc nhất, platinum, làm chất liệu chế tạo vỏ và khóa đồng hồ. Chiếc 5270P mang đến sự vương giả quý tộc cho vị chủ nhân. Bộ vỏ với đường kính 41mm, độ dày 12,4mm tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn, hiện đại cho chiếc đồng hồ chronograph này. Bốn đầu càng nối dây được thiết kế hai bậc vắt cong, mềm mại, ôm trọn lấy cổ tay người đeo. Kết hợp với dây giạc cá sấu cao cấp được may thủ công và chiếc khóa gấp hoa thị khiến cho người đeo như được sở hữu một báu vật ngàn năm. Trên mặt số màu phớt hồng cá hồi đặc biệt được bảo vệ bởi lớp kính sapphire trong suốt. Các chức năng được hiển thị rõ ràng để người sử dụng có thể tính toán thời gian làm việc, lịch công tác hàng ngày. Vòng tròn nhỏ ngoài cùng mặt số hiển thị chức năng tachymeter để chúng ta có thể tính vận tốc dựa vào kim chronograph khi bấm giờ. Ngay dưới cọc tia chỉ giờ 12 giờ là hai ô cửa sổ hiển thị chức năng thứ và tháng. Đối diện đó là vòng tròn hiển thị lịch tuần trăng thiên văn kết hợp cùng lịch ngày. Vòng tròn góc 3 giờ phục vụ cho chức năng đếm giờ với mốc cao nhất là 30 phút. Còn ở góc 9 giờ thì lại hiển thị chức năng của kim dây. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể biết đồng hồ còn hay hết năng lượng hoặc khả năng xấu nhất là bị trục trặc thông qua hoạt động của chiếc kim góc 9 giờ này. Chắc hẳn là trong chúng ta thì sẽ có người thắc mắc hai ô tròn khá là nhỏ nằm đối xứng nhau ở nửa dưới mặt số có tác dụng gì? Và tôi cũng xin trả lời luôn, đó là hai ô báo hiệu giờ sáng tối và thứ tự năm trong quy trình tính toán năm nhuận. Như hình ảnh mà chúng ta đang xem được thì có thể thấy đây là năm thứ 3 sau nhuận và sang năm tới, ô tròn đó sẽ chuyển sang số 4 màu đỏ để báo hiệu một năm nhuận bắt đầu. Chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy lên dây cót tay CH29535PSQ với đường kính 32mm cùng với 456 chi tiết, điều khiển các chức năng phức tạp như là lịch vạn niên, lịch năm nhuận, module lịch tuần trăng thiên văn, các chỉ báo ngày, thứ tháng và bấm giờ thể thao chronograph. Và như chúng ta thấy, với 29535PSQ thì dường như không có gì là không thể. Với lượng dự trữ cót lên tới 65 giờ, bộ máy này có thể hoạt động bền bỉ cho các chức năng riêng. Chức năng chronograph giờ đây được tích hợp thêm hệ thống Column Wheel nhằm đảm bảo sự bền bỉ cho bộ máy.
Không những vậy, khi kích hoạt chức năng chronograph, tôi đảm bảo rằng chuyển động của cả một hệ thống cơ khí đằng sau chiếc đồng hồ sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Cỗ máy này có độ hoàn thiện cao, các tấm cầu được trình bày tỉ mỉ. Trên các tấm cầu cũng có hiển thị thông tin của thương hiệu, tên bộ máy cùng với số series và các thông tin chi tiết khác. Các lẫy đẩy với những đường cong tinh tế tạo tính thẩm mỹ cho bộ máy, tất cả đều được bảo vệ bởi lớp kính sapphire được gắn chặt vào tấm đáy hình đa giác 10 cạnh. Khi mà trải nghiệm chiếc đồng hồ này trên cổ tay, ngoài việc được cảm nhận trực tiếp một di sản, một món đồ giá trị vô cùng cao, chúng tôi cũng cảm thấy tuyệt vời bởi đây là một món phụ kiện không hề dễ để sở hữu. Kích thước 41mm cùng với độ dày 12,4mm không làm cho chiếc đồng hồ trở nên quá cồng kềnh trên cổ tay. Thiết kế các đầu tay, càng nối dây thực sự ôm tay hơn rất nhiều so với việc chỉ được chiêm ngưỡng qua ảnh. Platinum luôn giữ được độ sáng bóng, đây cũng là chất liệu có khối lượng riêng cao nên sẽ cho chúng ta cảm giác là rõ ràng hơn khi đeo chiếc đồng hồ. Nói đến đây thì chắc hẳn là các khán giả của Gia Bảo Luxury cũng rất là muốn được thử trải nghiệm trên tay mẫu đồng hồ này đúng không nào? Trước hết thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới thì cùng trao đổi với chúng tôi. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục review đồng hồ lần sau.